Thưa tiến sĩ ạ, với tư cách là một người tiêu dùng ạ, tôi thấy trên thị trường 95% men vi sinh là ở dạng bột hoặc là dạng cốm ạ. Vậy thì không biết là cái men vi sinh dạng nước của tiến sĩ ạ, thì nó có cái sự khác biệt gì hay là có cái ưu điểm vượt trội nào không? Men vi sinh mà dạng nước thì nó có rất nhiều những ưu điểm vượt trội, bởi vì là nó dựa trên một công nghệ nó rất đặc biệt. Thì men vi sinh dạng nước thì đầu tiên phải nói về những độ tinh khiết, tức là nếu mà dạng nước thì nó là cái dạng mà tinh khiết nhất. Khi mà mình có thể điều trị chế dạng nước ấy, thì cái men vi sinh của mình nó tinh khiết và nó có thể sử dụng ở trong những cái mục đích đặc biệt hơn so với dạng bột. Bởi vì ví dụ như là khách hàng của tôi có một loạt những cái khách hàng người ta đi tiểu đường hoặc là người ta bị dị ứng với cả các cái tinh bột hay đường hay là sữa, hoặc là dị ứng với cả những cái như là bột đậu nành chẳng hạn. Thế thì những cái người bệnh như vậy thì người ta không thể dùng các men vi sinh dạng bột, vì trong đó nó có chứa tác dược và tác dược bình thường là đường, bột hay sữa. Đấy là nói về cái tính chất. Còn ngoài ra thì nói về dược đông học, tức là nếu mà cái dạng dạng nước thì cái tốc độ của tác dụng sản phẩm nó nhanh hơn dạng bột rất nhiều. Dạng bột khi mà sử dụng vào thì nó phải có cái thời gian phân rã, mất thời gian phân rã, và thứ hai là cái tính lan tỏa của cái vật tử khuẩn đến ngõ ngách ở trong cái đô hóa nó ở dạng nước thì nó hiệu quả hơn rất nhiều. Nếu mà dạng nước